Các bạn thân mến, với những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn là các bạn cũng đã đoán ra được nhân vật của tuần này ai lên sóng, chính là ca sĩ Trung Quân Idol. Và xin được chào Trung Quân. Xin được chào chị và chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Những bài hát của Trung Quân như là Chuyện Mưa hay là Dấu Mưa thì đang được cộng đồng nghe nhạc online rất là hưởng ứng. Lượt nghe bài hát này thì có thể thấy là tăng, cái lượt nghe được tăng theo hàng ngày hàng giờ, và mỗi lần mà nhìn vào những cái con số đấy thì cảm xúc của Trung Quân như thế nào? Ngày xưa khi mà mới đi hát thì cũng không có tin về những con số đâu, tại vì cũng nghĩ chắc là tức là ví dụ bài của mình được nhiều người thích thì chắc là bên nhà mạng sẽ bị đại một con số nào đó. Nhưng mà theo thời gian thì cũng thấy là mọi người phải nghe rất nhiều thì con số nó mới tăng được như vậy. Thì rất là vui, và cũng nhiều lúc cũng ngồi lâu lâu cũng vô kiểm tra xem là hôm nay đã tăng được bao nhiêu, hay là nhiều hay ít, hay là có tăng nhiều không. Nói chung là đó cũng là một cái việc rất là vui. Và có thể kể đến một vài những cái trang nghe nhạc trực tuyến khá là gần gũi với các bạn trẻ Việt Nam, những người mà thường theo dõi các hoạt động âm nhạc của Trung Quân. Ngoài những cái kênh đó ra thì Trung Quân thường chia sẻ âm nhạc của mình, hay là những cái cảm xúc trong âm nhạc của Trung Quân, thì Trung Quân có một cái kênh nào để Trung Quân chia sẻ nữa không? Ngoài những cái kênh âm nhạc mà chị đã nhắc tới thì có thể nói tới Facebook, nhưng mà Facebook thì nó cũng đa phần cũng là share link của những cái trang kia thôi. Thì Quân có một cái trang, nói chung là cái trang này nó là một cái nơi mà gọi là tất cả những cái cảm xúc của mình, dù là nhiều hay ít, hay là những cái mà những cái bài hát mà Quân thích, mà Quân, tức là Quân chỉ thu một vài đoạn thôi, demo hoặc là đoạn ngắn, thì Quân để up lên đó hết. Cho nên là khi mà mọi người biết được cái trang này thì sẽ nghe được những bài hát của Trung Quân từ cái thời mà mới đi hát. Có những bài hát Quân thu từ lớp 10, 11 cũng có, Quân up lên đây. Nhưng mà chỉ là một đoạn ngắn thôi. Nếu mà mọi người muốn nghe demo trước những bài hát mới của Quân thì nên vào cái trang này. Đó là trang web gì nhỉ? Đây là một cái trang chia sẻ nhạc mà của nước ngoài, không phải của Việt Nam. Thì bên nước ngoài rất là phổ biến, như Việt Nam mình thì cũng Quân thấy cũng chỉ có một vài ca sĩ sử dụng thôi. Đó là trang soundcloud.com. Thì cái trang này thì mình nó có hai cái phương cách sử dụng, đó là một là dùng free thì mình chỉ được khoảng cỡ mấy chục phút cho mình up, thì ví dụ up một bài 2 phút thì sẽ trừ cái quỹ đó của mình. Còn nếu mà mình trả tiền thì mình sẽ được dung lượng nhiều hơn. Cái trang này cũng sử dụng nó từ cái hồi mà Quân chưa đi hát cơ, thì đến bây giờ thì nó cũng đã nâng cấp rất là nhiều lần và sử dụng rất là thoải mái. Và mọi người, và cái lượt nghe của Quân ở trong cái trang này thì nó cũng không nhiều đâu, tầm cỡ mỗi bài mấy ngàn, 10.000 là cao nhất thôi. Thì nhưng mà cũng vui, tại vì Quân nghĩ là một cái trang mà ít người biết như vậy mà lượt nghe cũng nhiều như vậy, và mọi người comment hoặc là like hoặc là share cũng rất là nhiều, thì Quân cũng thấy rất là vui. Soundcloud.com đúng không nào? Cái trang web này thì Tuyết Nhung cũng là một người mà đặt chế độ theo dõi các cái hoạt động âm nhạc của Trung Quân và thấy rất là thú vị. Không chỉ là những cái bài hát hoàn chỉnh mà như mọi người vẫn thường nghe, mà đôi khi đó chỉ là một vài những câu hát hay là một cái đoạn để mà muốn mọi người nghe thử trước khi mà mình phát hành một bài hát mới, đúng không nào? Trung Quân thì đánh giá như thế nào về cái tiện ích của cái trang web này cũng như là các cái trang nghe nhạc trực tuyến nói chung cho những ca sĩ như Trung Quân? Thực sự thì cái trang này nó dành cho những người mà gọi là có nhiều thời gian để mà nghe nhạc, tại vì nó không có tiện lợi và nhanh chóng như những cái trang chia sẻ nhạc của Việt Nam mình, đó là chỉ cần click vào là nghe được liền. Còn cái trang của Quân thì mọi người click vào sau đó thì phải có một list bài, thì được cái là cái toàn bài của mình thôi, thì mọi người muốn nghe nhạc của mình thì có thể vào đó. Tại vì Quân up cũng là demo, cũng có những bản đầy đủ, và thường là up những cái bản mà chất lượng cao hơn so với những trang chia sẻ ngoài. Thì nói chung là mọi người nào yêu quý lắm thì mới ngồi nghe hết cái list đó. Từ nãy đến giờ thì nói về cái trang nghe nhạc trực tuyến là soundcloud.com, và không biết là địa chỉ của Trung Quân ở trên cái trang này thì như nào để mọi người có thể là dễ dàng theo dõi. Trang trang tên miền của Quân đó là soundcloud.com/quân cartoon. Quân cartoon tức là Quân hoạt hình ý. Mọi người chỉ cần đánh vào là sẽ hiện ra, tại vì Quân để public chứ không có để private. Điều thú vị nữa là cái trang web này thì nó có thể là chia sẻ với các trang mạng xã hội phổ thông bây giờ như là Facebook và Twitter, đúng không ạ? Chỉ cần có tài khoản của Facebook thôi là bạn có thể là truy cập vào được rồi. Và một điều rất là vui là cái trang này là của nước ngoài, cho nên là Quân đã làm quen được rất là nhiều người bạn nước ngoài, và đa phần là những producer, những bạn mà chơi nhạc. Thì có một cái điều rất là vui, đó là Quân quen được một người bạn producer rất là trẻ, 20 tuổi, ở Hy Lạp.
Và bạn bạn bảo là tuy là nghe không hiểu gì nhưng mà là rất là thích giọng hát và rất là thích cái âm nhạc của mình. Và sau đó thì bạn cũng có yêu cầu là hợp tác, hai anh em hợp tác với nhau và cũng gửi cho Quân. Và Quân chỉ nói với bạn là ừ thôi thì bạn cứ gửi cho mình nhưng mà đừng có bắt mình hát tiếng Hy Lạp là được rồi. Và nếu như bây giờ ngay lập tức mà Trung Quân có thể gửi tặng các khán giả của Tuần Hải Lên Sóng một cái đoạn hát ngắn, cái giọng hát live của Trung Quân và sau đó là chia sẻ ở trên SoundCloud thì Trung Quân có sẵn lòng không? Vâng ạ, không biết là dung lượng còn hay không để up thôi.